Hồng Nhung và Minh Nhật. Cảm ơn. Nhung, thằng kia có con cá kìa con. Trời ơi. Ghê quá. Nó bay qua chú Nghĩa kìa con. Rồi nó qua qua chú Chu Trường Vũ kìa. Ôi nó bơi qua chú Nguyễn Thiên nè. Hay quá, cá bự quá. Trời dễ thương. Trời ơi, mà con có hai bây giờ, tụi con có bao giờ trải nghiệm cuộc sống ở miền biển chưa mà sao diễn y như đúng rồi vậy? Dễ thương vậy? Diễn sâu quá chú. Diễn sâu à. Trời ơi, ở nhà toàn là tập hát với tập múa không à. Ra đây là coi như hai cái nhỏ này thì ghê lắm nè. Ở nhà tự đồn, tự bàn với nhau cái vụ mà chơi chiêu con cá và chỗ này chỗ kia. Chứ à, cô chú đâu vậy gì đâu. Giữ bí mật luôn á, không luôn cho là ghê luôn. Trời ơi. Ai là người nghĩ ra cái này đây? Ai bày trò dễ thương vậy? À đây là Minh Nhật đúng không? À, ở Nhật tại sao con nghĩ ra được cái chiêu này hay vậy? Kể chú nghe coi. Hay là cả từng đi biển rồi? Dạ tại vì là trong cái lúc đó đó là cái tiếng trống nó rất là dồn dập á, cho nên là con nghĩ là làm như vậy thì nó sẽ vui hơn. À, con ơi con, đúng rồi con, làm như vậy là vui đó, nhưng mà lẽ ra con phải làm chi tiết hơn một chút xíu nữa. Lúc mà con phóng qua cô Trang với chú Bạch, á à, con cá bạc má nè. Con Trang của chú Nghĩa, trời ơi con cá mập nè. Xong con xề cái bên cô Thu Trang, bên kia trời con cá chùa chiến. Nhưng mà tới lúc tự nhiên cái con nói qua cái chú Nghĩa, cái con bắt được con cá thiệt luôn là hay quá. Con chuẩn bị sẵn con cá ăn giấu dưới đó đó. Thôi con đừng nghe lời, con làm vậy bị trừ điểm chết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời huấn luyện viên Thu Trang và Dư Trường Vũ. Chú để ý là cái phần đầu hai con còn có cái sự mà e dè, càng về sau thì các con tự tin hơn và vui hơn, cho nên là khi con hát á, cái nốt nào nó cũng vô nốt đó hết. Phần đầu nhất là Minh Nhật, cái giọng con rất là mạnh, con phải học cách để mà mình tiết chế nó lại để mà cho nó đúng cái cao độ. Hồi nãy lúc phần đầu có lẽ là tại vì con phấn khích quá, cho nên là con hát nó có một vài chỗ nó cái nốt nó không được chuẩn xác cho lắm. Nhưng mà sau khi mà con chạy xuống con bắt cá thì chú nghĩ là lúc đó là
con không cần suy nghĩ gì tới hát hò gì nữa, cho nên con cứ theo cái bản năng của mình. Thì ngay lúc đó là những cái lúc mà hai đứa tỏa sáng và tuyệt vời nhất. À, cho nên đó là một cái kinh nghiệm nha. Lần sau khi mà con ra, trước khi ra sân khấu á, mình làm sao cho mình quên hết cái căng thẳng đi. Cứ thoải mái. Chú Vũ ơi, tại vì đang hát một cái bài hát về biển, ra khơi gió nó thổi bạc cái nốt đi. Có lý, có lý, có lý hả? Bạc cái nốt đi. Tại năng lượng dư quá đó, Vũ nó tràn trề. Nhưng mà nói chung là đây là một tiết mục rất là hấp dẫn. Chúc mừng quý vị đúng không ạ? Vâng, cảm ơn huấn luyện viên Vũ Trường Vũ. Có một điều Nguyễn Thao thắc mắc là huấn luyện viên Vũ Trường Vũ phản ứng rất nhanh, thấy các bé đến bắt cá rồi đứng dậy liền. Sao huấn luyện viên Thu Trang chị ngồi yên vậy? Chả lẽ đối với chị con cá nó không có ảnh hưởng gì? Tại bà chuyên đạp xe đạp không ạ? Không phải, tại vì tôi sợ tôi đứng dậy mọi người nói tôi dạ, giữ cái lưới. Đây là cái lưới. Tớ giữ đó đi chứ, tôi sợ tôi đứng thế dậy mình cái. Thử đi. Mọi người tưởng là tôi đang giữ cái lưới cá. Dùng cái này làm lưới cá nữa. Thôi vậy lắm anh. Thưa cô, lưới bắt cá nó phải như thế này. Ít ra nó phải mắc xích rồi nó cũng phải bung lưới thế này. Lưới của cô toàn là sao biển không? Xin lỗi để tôi bảo vệ bà nhà tôi nha. Cái lưới đó chỉ bắt cá mập được thôi. Nó thưa gì làm sao bắt cá nhỏ được. Đúng rồi nè, cái lưới của này em nè. Cá lòng tông còn bắt được mà. Cái lưới đó người ta kêu là cái lưới mà tận diệt đó. Không sót một con nào đó. Không một con cá nhỏ nào có thể lọt qua được cái lưới đó. Xin mời gia đình của huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Ban đầu khi mà con gái hát, Hồng Nhung hát á, chú Nghĩa nghĩ bụng trời trời ơi, sao mà cái tông cao dữ thần vậy, rồi làm sao mà cái ông nhỏ kia ông hát cho tới đây. Ai dè đâu Minh Nhật con có một cái giọng hát quá mạnh, quá khỏe lên. Con hát không có thua kém gì bạn hết trơn, mà hai cái giọng nó bắn lên trên nóc cao chót vót luôn, mà nó làm cho cái tinh thần của cái bài hát á nó rất là phù hợp. Bởi vì đây là một cái bài về biển, về ra khơi, cần phải có một cái sự hào sảng, một cái sự mà vang động khắp mọi nơi. Tụi con đã bắt một cái tông rất là cao và tụi con đã vượt qua được những cái nốt cao nhất trong bài, rất là sáng cái bài hát này. Và như hai cô chú mình đã nói, cái tinh thần các con làm rất là tốt, vui vẻ, thoải mái, đúng như những người dân miền biển. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, bây giờ xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Không, ý cũng vậy, gọi là như trên á. Như trên. Nhưng mà Nhung ơi, con đang bệnh hả? Nãy giờ cô thấy con khó chịu quá hả? Dạ, con mắc ho phải không? Dạ. Khó chịu quá. Con. Dạ. Cho nên là nãy giờ cứ thấy mấy nhỏ, ai mấy cũng bị cảm. Nhỏ. MC đúng cũng rồi. Bị cảm luôn. Ừ. Bệnh quá. Chị Tư có không? Chị Tư có mượn cái gì? Bệnh nguyên ổ luôn. Dạ. Ok. Phải mình cũng phải làm cho vẻ mình bệnh cho thấy mấy cháu cảm giác đồng cảm á. Tại vì á, nguyên một đội các con ở bên cạnh nhau á, chơi với nhau nè, rồi ăn uống cùng nhau, giỡn với nhau, tập luyện với nhau, rồi cô thầy cũng nhào vô, rồi ôm hung nựng rồi này kia, cho nên virus của đứa này nó nhảy qua virus cho đứa kia. Vậy là nhà mình đó là nguyên một cái ổ bệnh đó hả? Ok. Nhung với Nhật, kính thưa quý vị, hai bạn này là hai chiến binh cừ nhất của đội Đoan Trang Thanh Bạch. Cừ ở chỗ nào? Tinh thần. Giao bất cứ bài nào, từ dân ca cho tới bài buồn, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tất cả mọi thứ, cô giao bài. Dạ. Minh Nhật là tinh thần của con, cũng như mọi cái trong con người của con, nó vượt qua cái tuổi của con. Cô nhìn thấy được điều đó. Còn Hồng Nhung đang là một cô bé rất là tài năng và được cái sự chú ý của các đạo diễn hiện tại bây giờ. Và em đang tham gia một cái bộ phim ở tại Nha Trang, cho nên là cháu phải phân cái thời gian của mình trong mùa hè này, vừa thi xong, tổng kết, đi quay phim, đi về đây chạy chương trình, rồi hát. Cô mới hỏi là con nhắm con hát bài đó được không? Dạ được cô, dạ được cô. Và không bao giờ có một lời than vang, cứ đầm đầm như vậy mà tập luyện thôi. Và đi ra hát như vậy đó, hát trong lúc tập cũng ho sụ sụ như vậy đó, mà lên hát như vậy. Cái quan trọng cô muốn nói với tụi con là tinh thần, cái tinh thần quyết liệt ha, và tập trung cao độ cho những gì mình làm, điều đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Còn giọng hát, cái năng lực của mình, đó sẽ là một cái căn bản không thể thiếu. Và cái tinh thần nó sẽ là cái cộng hưởng để giúp cho tụi con thành công. Và ngày hôm nay với tiết mục này, tụi con ngoài cái sức mong đợi của bản thân cô, chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô.
cho em đôi mắt trắng ngời để nhìn và để làm duyên đời cho em đôi mắt màu trên cây bụi mừng cầu may, mùa đôi dài phóng quân.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên thì xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ đã ngưỡng mộ rồi nhưng mà hôm nay Vũ càng ngưỡng mộ thêm nữa. Chị Cẩm Ly, anh Đại Nghĩa, quả thật là những người bậc tiền bối của về cái sự mà dàn dựng về sân khấu, về hiệu ứng, về khói lửa, hoa lá. Đây là một cái tiết mục rất tuyệt vời và Vũ thấy là cái hiệu ứng mọi người ở trong này ai cũng vỗ tay theo, ai cũng hát theo. Con phải thật tự hào về tiết mục này của con. Con làm rất tốt, chúc mừng con. Con cảm ơn chú. Khi mà con được khiêng lên á, mình nằm mình hát á, cô Trang biết là rất là khó luôn. Mà con làm rất là tốt. Rồi ví dụ như giả sử như chú Nghĩa khiêng cô Trang lên rồi cô Trang có hát được vậy không? Cô Trang bình thường hát được nhưng mà chú Nghĩa không bao giờ khiêng được nha. Phải đâu, cô Trang bình thường đứng hát nó khó rồi đừng nói chi kêu khiêng thôi. Em xin lỗi anh Nghĩa nhưng anh Nghĩa không được coi thường, đây là quán quân. Dạ xin lỗi quán quân. Hát câu đi em. Hả? Một câu giọng cổ ra đó cho sợ rồi. Alo. Nâng lên. Ở đây Trang giờ về nè. Bật cửa ra. Bé các viên á thì được mấy cô chú bé đổ đầu, bây giờ anh chỉ cần anh bồng em lên thôi đó. Nhưng mà hát cái gì? Bây giờ hát một câu giọng cổ, khi như vậy mà hát được câu giọng cổ. Hát đi em. Tớ là tớ vô tớ bảo không nó nghe nè em. Bây giờ em hát từ Vũ Tướng em trong chồng, mà em hát cái đó chồng nó bỏ đi biệt xứ đó em. Ủa mắc cười mấy người quá, tôi khen mà. Trời ơi, làm cái gì đâu. Không hiểu nổi, tôi không hiểu nổi. Về nhà thôi, về đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Hôm nay các huấn luyện viên của con đã có thể kết luận như thế này. Tuyệt đỉnh sông ca nhí của chúng ta là một cái ngôi trường về nghệ thuật và học với thời gian ngắn nhất và cũng nhiều bài tập khó nhất. Con đã làm tốt từ cái phần tự sự của bài hát, rồi kịch tính cao trào lên khi một tiếng nổ vang lên. Và cuối cùng thì một cái không khí lễ hội tưng bừng hôm nay quá tuyệt vời. Tuyệt đỉnh sông ca nhí vòng chung kết. Cảm ơn chú. Cảm ơn anh. Xin mời gia đình Đại Nghĩa Cẩm Ly ạ. Bản thân cô cũng như tất cả các vị của huấn luyện viên ở đây hôm nay cảm thấy rất là vui vì những cái điều mà tụi con hôm nay làm nó tốt hơn ngoài cái sự mong đợi của tất cả các cô chú rất là nhiều. Đúng là một cái đêm thăng hoa. Chúc mừng đến một cô viên. Dạ cảm ơn cô. Một lần nữa xin chúc mừng các viên đã mang đến cho các vị huấn luyện viên và khán giả một tiết mục biểu diễn tuyệt vời đầy cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều nha. Lặng trên chiếc xuồng đôi ta, chiếc
xuồng, anh sợ lắm nên em cho anh ngồi nha. Ừ, anh ngồi đây đi. Xuồng em lắc lư nè, thì em giương tay chèo cùng nhau lung lắc trên chiếc xuồng đôi ta. Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lung lắc. Vừa đến với Minh Thiện và Bích Tuyền. Xin mời anh Ba, xin mời chị Năm xuống đây. Cậu Tư, cô Bảy. Thiện, con làm chú rất là bất ngờ. Không ngờ là con hò ngọt ngào và nó chuẩn xác đến như vậy. Bích Tuyền nữa, con hò cũng rất là hay luôn. Còn ngoài ra thì cái tiết mục nhìn rất là dễ thương, rất đẹp. Duyên đúng không? Duyên dáng, bảnh bao cực kỳ luôn. Mà không hiểu sao con mướn đâu ra bốn cô gái chèo xuồng đẹp quá vậy. Bốn bà bạn của Bảo Đỏ đó. Chúc mừng con. Cảm ơn cô chú. Dễ thương đúng không? Hồi nãy con nói cái câu thoại mà thấy cô Trang ngồi bật cười quá trời luôn. Em ơi, lần đầu tiên đi xuống sợ quá à, cho anh ngồi nhà em. Gặp cô Trang là cô Trang có cho ngồi không? Cho, nói dễ thương vậy là cho. Chúng ta có xô xuống đúng không? Khi nào khều em mới xô. Ở đây nè, cá gặp nước nè, hát giọng miền Nam nè. Chú Bạch mới khám phá được khả năng hài hước của hai con. Câu hò của con á, không hò, nói luôn vậy đó, để vô bài hát. Nó tạo thành cái ấn tượng đầu tiên cho người xem. Và nó mang cái phong cách dân dã mà một chút xíu hài hước như vậy nó mới hợp với Nam Bộ, đúng không? Và cái điều quan trọng là các huấn luyện viên của các con đã tìm ra cái chất khác với tất cả những vòng trước đây. Đó là chất hài hước. Một không khí mới của chính cặp đôi của các con. Dạ, con cảm ơn chú. Lúc mà tập á, thì tụi con diễn chưa có quen. Nhưng mà hôm nay á, thì không có uổng công là các cô chú đã tập luyện cho con. Tụi con làm hôm nay rất là tốt luôn. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Yeah. Cảm ơn cô. Đặc biệt là Minh Thiện, hôm nay á, con duyên dáng dễ thương lắm luôn á. Nhất mà khi con leo lên cái thuyền mà Tuyền đang ngồi á, chú có sợ lật thuyền không hả? Mà ai ngờ đâu, thằng bé nó mỉm mỉm mà nó leo lên nó gọn băng hà. Tôi nói lên một cái gọn lõn không có xê xích, không có lung lay cái thuyền một chút nào cả. Có. Là hai con. Lúc mà bốn cô lên rồi bắt đầu chịu cái xuồng nó lắc lư tôi. Chị ơi chị, bốn bà nhỏ nó mới lên chồng chành là đương nhiên. Bốn bà nó lên mới chèo bỏ nhúng không chồng chành mới lạ. Đó, nhưng mà cái chính là con trai của mình đó chị. Nó tròn mũm vậy đó mà nó lên không lật thuyền lại mừng rồi chị ơi. Dạ. Đó, cho nên là hai con kết hợp với nhau rất là ăn ý, rất là duyên dáng trong cái tiết mục này. Và cái hài hước đến chúng ta đặt vào đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm thì nó sẽ là một cái gia vị rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Chúc mừng hai con. Và khẽ nói bên tai
trường thầy, giọt nước mắt cho chứa bao điều không thể. Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi, chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời. Như đã từng quen và chưa bao giờ quên, mình đã cùng một cái tên. Đừng vội sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Ánh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Ê ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá rồi. Sao chị, quen ở đâu chị? Thí sinh hồi đó thì mấy đời lớn, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì? Mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cô lớn quá dễ thương, ngày xưa khoái lắm, cặp mắt bây giờ vẫn đẹp, rất đẹp, rất đẹp mà lông mi cong vút. Nhung có nhớ cô không? Dạ có. À, trời bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi, con bè rất là chắc luôn, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn, hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình, hát tốt. Cô rất là thích tiết mục này. Mà khi mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái cần này xuống là cô mong tụi con về với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện mà anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn đến bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ có hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Cơm chưa? Mời bển. Rồi, xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất.
rất là cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đoan Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đoan Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Thôi hai bạn có khả năng vũ đạo không? Thua rồi ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung thì được. Phải cần về với đội của cô Đoan Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Trời con ơi. Tại sao cô Đoan Trang lại nói nhảy không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chăng? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Không phải. Thi hát hay thi nhảy? Tại vậy? Sao chúng ta lại có Thu Trang, Đại Nghĩa và Thanh Bạch ở đây? Thì sao? Thi hát đúng. Nhưng hát phải có nhảy kèm, phải có biểu diễn, phải có thần thái, có sắc vóc, có tất cả mọi thứ, đúng không khán giả? Con thân mến, chú quen tới 8.000 vũ công lần nè. Cô Ly có thể không dạy con nhảy được, nhưng mà các cô chú vũ công khác chú đều từng làm việc qua con hết nghĩ rằng con á. Rồi nguyên cái vũ đoàn mà chuyên môn đi nhảy bài Anh Ba Khía cho cô Ly đó. Là ý gì? Là hai đứa này không bấm được. Người ta có duyên thì mình vỗ tay thôi. Có duyên quá chị. Chứ đây ba chạy bắn đắt rồi chị ghen hay sao rồi chứ chị. Ok, bây giờ hai đứa con cứ chọn. Không sao. Để cô Ly nói con, để cô Ly nói. Tại vì cuộc thi của mình là thi hát, con hiểu không? Đúng rằng khi mà mình lên mình hát, mình không có kèm theo về những cái diễn xuất, mấy cái vũ đạo khi nó cần thiết ở những bài hát nào đó. Nhưng mà cái chủ yếu nếu mà giọng con đã quá hay thì người ta sẽ tập trung nghe giọng con. Và chắc chắn là sẽ có những cái diễn xuất. Chứ không phải bắt buộc đi hát là phải nhảy dance sport. Phải không? Đâu có bắt buộc đâu con, đâu bắt buộc bài nào cũng phải vậy. Không lẽ giờ mà hát nhầm mà bù mình cũng nhảy dây luôn. Nói chứ thậm chí bây giờ nha, nếu như con hát hay, con vừa hát con cũng nhảy mà nhảy dây cho chú. Khán giả cũng thích. Trời miếng. Quá trời miếng luôn. Anh Nghĩa bây giờ mới xác định anh mới là chúa đạo. Hai con hát rất là tốt, có phong cách trẻ trung và giọng cao chót vót. Và bây giờ cái sự quyết định của tụi con á sẽ định nguyên cái tương lai của con ở trong cái chương trình này luôn. Một là con vô trong trong đội của chú Bạch và cô Đoan Trang là hai người có rất nhiều màu giống như con. Hai là con vô đội của chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly, hai người mà không có chuyên về màu của con. Chứ Dương Triệu Vũ nói rất là đúng. Trời ơi, mới đầu dê chứ bên đây quá trời luôn. Không sâu à. Trời ơi, cô đã ơi đã luôn. Thôi bây giờ, nãy giờ cô giỡn thôi không có lên tivi thì bây giờ không, cô Trang ơi làm rồi lên hết đó. Hồi nãy bà Đoan Trang bá xà quá. Xà bất cứ bà Đoan Trang bá xà quá. Bà tính xài xẻ hai con người này. Em thấy rõ ràng bà Đoan Trang qua đây có khiều nhẹ không ông Vũ? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng bà cầm cái váy bà phất phạch. Bà qua bà nói chứ Vũ, em có tham gia cái cuộc thi cái gì Vũ? Xài xẻ hai ngõ tan nát. Bây giờ bà qua bà làm cái ghê. Phạch cái xong rồi có lén lén đưa gì nữa. Đưa gì nữa vậy, hối lộ quá. Rồi xong, hiểu không? Oh yeah. Tụi con về tập thoải mái chú cho. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi chú Bạch xem ban nhạc Philippines trình diễn. Cái thời cách đây 10 năm, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Philippines gửi từ Philippines mua cái này 60 đô để mà kỷ niệm, con hiểu không? Và cái này thì ngày nay bán tràn lan ở tất cả các tiệm nhạc cụ hết rồi. Nhưng cái này là một kỷ niệm rất là hay và con gõ những vị trí khác nhau. Nó con gõ gì không, con hát không, nghe thấy tuyệt vời. Oh yeah! Ủa chú Bạch, xong cho hai bé luôn à, thì hai bé lợi đây nhận chứ làm sao mà mình để nó được. Chú Bạch rút kinh nghiệm. Đòi quà rồi. Chưa có chia tay mà đòi quà rồi. Trời ơi. Hey, 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 hey
Thưa quý vị, chỉ một cái sự bình luận mà chúng ta thấy hai màu khác nhau. Đây là màu dân ca, còn bên đây là màu Latin. Con ơi, giờ đợi bên đây con làm bá đạo con ơi. Chú đảo nè con, chú đảo. Bây giờ tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mong trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào sự kết hợp một bản mashup vô cùng tuyệt vời với hai giọng hát đầy nội lực của hai chiến binh đội gia đình vũ trang.
một cái bài dựng rất là đẹp. Và hai con cũng như thế, hai con bước ra với hai cái váy đầm trắng nhìn rất là trong sáng, thánh thiện như là thiên thần. Và cái sự hòa quyện kết hợp rất là hợp lý. Từ bài Hạ Trắng và bài Còn Tuổi Nào Cho Em, nó đang xen lẫn với nhau và đẩy lên cao trào cũng đúng lúc. Cho nên là nó cũng đẩy cho mọi người một cái cảm xúc rất là hay. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn anh chị ạ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Cứ nhớ lại hồi ngày xưa, cái thuở thanh thiếu niên của chú Bạch, những cái chuyện ngắn nó chia ra làm loại hoa đỏ, hoa xanh và hoa tím. Thì tụi con đang là hát những bài của lứa tuổi hoa bâng khuâng, loại hoa tím. Đó, chú Vũ và cô Trang quá là thông minh và tinh tế để đưa đúng cái cảm xúc vừa đủ, không bị dư và cũng không bị thiếu. Bây giờ trong một đại gia đình với nhau thì mình phải nói hết lòng với nhau. Mình đang kể một câu chuyện thì cái mạch cảm xúc của mình nó phải được liền lạc một mạch. Thì chính ánh mắt của tụi con nó đã nói lên cái điều là tụi con có liền lạc hay là chưa. Cho nên khi tụi con xem lại trên màn hình, tụi con sẽ thấy. Và cái này là cái bệnh chung của lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta, chứ không riêng gì của tụi con đâu. Nói là nói chung cho các bạn. Khi mình hát thì mình thả hồn, tới chừng bạn kia hát thì mình rơi vào một cái câu chuyện mình để cho bạn kia kể. Thì cái này nó không phải là cái lỗi, mà cái này là cái để lần tiếp theo cho tất cả các con phải hết sức quan tâm những phần mình không hát. Bởi vì những phần mình hát mình đã làm quá tốt rồi. Đó, bây giờ yêu cầu cao hơn cho những vòng tiếp theo của tất cả các con, chứ không riêng gì của hai con trong cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Xin mời chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Thu Trang và huấn luyện viên Dư Trụ Vũ. Hôm qua cô Trang nói con là con đi, con không được nhúng, con đi con giống như là con đang thả hồn theo nhạc. Con phải nhìn hoa, nhìn cảnh xong rồi con cất lên cái giọng hát của con thật là ngọt ngào. Và hôm nay con làm được, con không có nhúng giống như ngày hôm qua nữa. Thì cái đó là cô cũng khen con. Còn Quế thì cũng vậy luôn, tiếp thu rất là sát sao cái ý kiến của cô và chú Vũ. Nhưng mà hôm nay á, cái tập cộng tóc của con ở đây sao tự nhiên để làm chi, để cho che cái một chút xíu cái gương mặt của con để qua nó một bên luôn đi chứ. Đúng rồi, cho nó sáng khuôn mặt đó, như vậy nó sẽ đẹp hơn. Tự nhiên cái để một cộng tóc ngay đây tự nhiên nhìn nó vậy không... nó mới nghệ sĩ chứ. Nhớ ngày xưa ông Elvis Presley đúng không, cũng có một sợi ngay đây không? Không, nhưng mà mình để cho nó bay bay phớt phớt thì nó phải ra đây chút xíu. Nó chỉ như vậy thôi. Cô Trang thấy là cái tiết mục này là một cái tiết mục mà cô Trang cảm thấy rất là tự hào về hai con. Cái điều mà Vũ phải công nhận là hai cháu rất là trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Cho nên á, khi mà Vũ chọn bài cho hai cháu, lúc đầu định chọn bài về tình yêu, tại mình nghĩ là hai cháu đủ cái độ trưởng thành để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà nghe lại thì mình cảm thấy là nó hơi khó chút xíu để mà hai cháu có thể trình diễn một cách trọn vẹn. Cho nên Vũ ở những giây phút cuối cùng phải nghĩ ra một cái mashup mà gồm hai bài nó về tình yêu mà viết theo một cái cách nó rất là nên thơ, rất là mong manh. Cho nên là hai cháu cho dù hát về tình yêu, về cuộc sống, nhưng vẫn lứa tuổi này. Dạ, cho nên là hôm nay đặc biệt là Hoa nè. Bình thường Huế lúc nào cũng giọng cũng chắc hơn Hoa hết. Nhưng mà đặc biệt ở trong bài này em yêu cầu Hoa nhiều hơn bình thường. Là tại vì hai bài này cho dù mashup nhưng hai cái tông nó lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu mà giữ cái tông đó thì nó lại trở thành tông nam. Nhưng mà Hoa lại có cái khả năng là hát bằng cái giọng giả thanh rất là tốt. Cho nên là cuối cùng là hát cái tông nam nhưng mà lại là nữ hát. Cho nên hôm nay chú đặc biệt là khen con lại làm rất tốt Hoa. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy chú Thanh Bạch nói rất chính xác. Cái này không riêng gì hai đứa, nhưng mà rất rất nhiều những người mà chưa có chuyên nghiệp đứng trên sân khấu là sau khi mình hát cái câu của mình tự nhiên cái mình xả vai à. Cho nên để mà liền mạch cảm xúc thì con nên nghe theo cái lời mà bạn diễn của con đang hát. Hôm nay những cái gì mà cô chú đưa ra rất khó mà con đã làm rất tốt. Quãng một năm rồi
Đội của ca sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang đã bấm nút. Bây giờ chúng ta làm quen với cô gái này tí xíu nha. Em tên gì? Dạ, con tên là Trần Thị Quỳnh Anh, con 10 tuổi. Con đến từ Đà Nẵng. À, Quỳnh Anh 10 tuổi. Quỳnh Anh này, hôm nay Quỳnh Anh vào trong thành phố Hồ Chí Minh này đi thi cùng với ai? Dạ, đi thi cùng với ba mẹ. Ba mẹ con đâu? Ba mẹ con. À vậy hả? Chú cũng có nghe nói một cái câu chuyện là cũng hơi là gia đình của con cũng có nhiều cái khó khăn đúng không? Con có thể chia sẻ cho mọi người được không? Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Hậu, là mẹ của bé Quỳnh Anh. Thời còn trẻ tôi rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không thể theo được. Đến khi lập gia đình phải lo cho các con, nên ngày càng xa rời ước mơ ấy. Ba Quỳnh Anh làm nghề thợ bạc, thu nhập cũng không được là bao, nên kinh tế gia đình khó khăn. Sinh từ trong bụng mẹ nên em không giống như các bạn khác. Em lại rất hay bị bệnh nên ở nhà con thường dành nhiều thời gian để chơi với em. Sau này có Quỳnh Anh, thấy bé có năng khiếu nên tôi đã truyền cảm hứng âm nhạc cho con. Bé rất đam mê ca hát nên học rất nhanh. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ luôn cố gắng. Con sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện được những điều mà mẹ con ao ước. Xin cảm ơn giám khảo đã tạo cho em một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Chú Vũ chọn con tới giây phút cuối không phải là tại vì chú không muốn chọn con, nhưng mà tại vì chú sợ phải giành với những cô chú khác, cho nên chú đợi tới cái giây phút cuối cùng mà chuẩn bị cái nhạc nó đứt đi là chú đã gạt cái cần để chọn con. Và con đúng rất là đặc biệt,
tại vì con nhỏ nhắn, xinh xắn, có giọng rất tốt. Cho dù cái phần bài hát của con nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà chú nghĩ là chú sẽ giúp con tốt hơn. Con có đồng ý vào đội chú không? Con có một cái tài năng khác nữa, đó là hồi nãy thì cứ thắc anh cứ thắc mắc là anh em mình giao lưu với nhau ở ngoài ấy, thì anh biết là em có cái khả năng khác, tại sao em không chọn cái dòng nhạc là dân gian đương đại mà anh em mình nói chuyện với nhau để thể hiện. Thì hôm nay là trên sân khấu ấy, anh muốn em thử một chút cái thể loại dân gian đương đại để cho các vị huấn luyện viên biết được cái khả năng của mình được không? Cài thêm tiếng khóc của em bằng đôi môi ai, bàn tay lạ cha chảy xước nụ cười đến đầu. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa. Cài thêm em, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài thêm em, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hay quá. Được, cảm ơn đội của ca sĩ Dương Trường Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Rào muôn xanh buổi trưa con hát, cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa. Thương con không nghĩ thân mình, mẹ dầm mưa ướt bắt từng con. Thank you.
Dạ cảm ơn chị Bảy. Chị Bảy đứng lại để em hỏi chị Bảy, cái nồi bún riêu này nó chín như vậy vậy gì? Dạ. Ây da, nóng quá. Em định là chị múc ra 6 tô cho 6 vị huấn luyện viên. Nãy giờ chị bắt cua cái ở dưới em thấy chóp miệng quá trời, nhất là nghệ sĩ Thu Trang. Cái điều như là chị đang muốn ăn cái tô bún riêu ở đây đó. Dạ cảm ơn chị Bảy rất nhiều nha. Rồi cảm ơn chị Bảy. Bây giờ đây thì giới thiệu Minh Thiện và Thiên Quý, hai chàng trai của chúng ta đã vừa đến với ca khúc Bún Riêu Cua Đồng. Hai con hát xong ca khúc này thì thấy thế nào? Chia sẻ một chút cảm nhận đi. Dạ con thấy rất là nhớ mẹ, tại vì mẹ đã cực công làm ra những tô bún riêu như vậy. Nói mà cũng như hát vậy đó. Thế còn Thiên Quý thì sao? Dạ con cũng thấy rất là nhớ mẹ, tại vì đi xa quê thì rất là nhớ món ăn của mẹ nấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ nhận xét về tiết mục này. Cái cách dàn dựng rất đơn giản, lại có thêm một chút chiêu trò đó là thả mấy con cua ra nữa, làm cho khán giả vừa thú vị lại vừa cuốn theo, lại vừa có nhiều cảm xúc, tại nó gợi nhớ đến những cái kỷ niệm lúc mà mình còn nhỏ ở quê. Cái đoạn đầu hai con hát nó chưa được tốt lắm, có thể là tại vì lúc đó còn căng thẳng, nhưng mà càng về sau càng chuẩn và càng tình cảm. Chú khen hai con và chú nghĩ hai con cũng là những đối thủ đáng gờm đây. Cô chỉ có một chút góp ý nhỏ là Thiện con hát mấy cái nốt thấp, con để ý chút xíu thôi. Tại vì hát dân ca thì hát từ nốt cao cho tới nốt thấp thì nó phải mượt, thì đi nó cái cảm xúc của nó liền lạc hơn vậy ha. Cô rất là thích giọng của hai đứa con. Cô hy vọng là tụi con mà được chọn vào vòng trong á thì tụi con tập luyện kỹ lưỡng hơn nữa ha. Cảm ơn tụi con. Dạ cảm ơn cô. Nhân đây thì em có một cái đề nghị nho nhỏ. Nghệ sĩ Thu Trang, thưa chị sống ở thành phố lâu năm rồi, em muốn chị trải nghiệm cái cảm giác bắt cua ở làng quê. Em có thể mời chị lên đây được không ạ? À? Dạ, xin mời chị. Chúng lên tưởng đây. Tưởng hai cháu là hậu em đài, cho xin cái rổ cua à. Jack, Thu Jack, Thu Jack, Thu Jack, Thu Jack. Hai đứa con trai của tôi. Bây giờ dạy hai đứa con trai. Hồi nãy hai đứa con trai diễn với là một cái cô diễn viên múa, đúng không? Thì bây giờ diễn viên với cô Trang, diễn viên chuyên nghiệp luôn. Đó. Cô Trang sẽ đẩy cảm xúc cho các con nhiều khoan, hơn. Khoan, khoan, khoan. Em đề nghị là phải đóng vai bà mẹ mà phải phản diện cơ. Cái gì đó là đóng bà mẹ mà phải ác lên. Mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ. Thôi nói nghe nè, tại vì cái này phải đóng vai mẹ hiền. Chứ đóng vai mẹ ghẻ là bà bắt con cua là bà lặt tại chỗ luôn, ghê lắm. Phải đóng vai mẹ hiền thôi. Trời ơi. Mẹ hiền, mình không có sát sanh, mình không có lắc con cua đây. Mình chỉ mang vô trong, mình cầm dao mình chặt thôi. Bây giờ có hai cái phân đoạn chị Trang lưu ý nha. Đầu tiên là chị bắt cua, sau đoạn thứ hai chị bỏ cua vô trong nồi xong chị nêm nếm cho khán giả thấy. Dạ. Bây giờ khoan, trước khi đói mà chờ. mình bắt cua, mình xin giấu đôi dài với để đôi dài đây nó xấu. Dạ cho xin một nén nhạc à. Vâng, hai con diễn tốt nha. Dạ. Phát hiện con cua. Ui, sao nó nhỏ vậy? Ê, con cua bên đây kìa. Thèm quá mẹ ơi, tốt. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ, dạ. À, quý vị ơi, quý vị ơi, chị Trang ơi, chị Trang xin lỗi nhưng mà con cua nó có thù với chị. Không phải Khang, đừng nói như vậy. Tại vì anh thấy Thu Trang diễn với con cua mà cảm giác giống như Thu Trang diễn với con của mình á. Trời ơi, con ơi, con đi sao? Ôi, mẹ không phải anh, lần đầu tiên bà mẹ bắt cua. Lần đầu tiên bà mẹ bắt cua. Không, cái kiểu diễn của em giống như là trời ơi con tôi, con ơi con, em con em xin lỗi nhưng con. Mà xin lỗi hai anh, xin lỗi hai anh chị á. Nhưng mà em xin phép tí xíu thôi, có đề nghị nhỏ thôi. Bây giờ cái ca khúc này nó nói về cái người mẹ bắt cua, nhưng em xin phép là cho cả hai vợ chồng bắt cua luôn. Tức là ông bố và bà mẹ sẽ đi ra đồng bắt cua cho Khang, con của mình. Ngay dạ. Cái hình ảnh vừa rồi thằng bé con anh nó hát lên cái câu đẹp quá, mẹ ơi là muốn xỉu. Tưởng tượng ơi, Thu Trang diễn cái đó mà con anh trời ơi nó vẫn tự tin đẹp quá mẹ ơi. Đi về. Đi về. Thì hát xong rồi nó cười luôn, nó hết hát được rồi. Em tìm chị dạ. Sai trái thì dạ. Là sai trái khi nhờ Thu Trang lên. Chị Thu Trang, chị sẽ được đưa vô hình ảnh những người mẹ bắt cua đẹp nhất thế kỷ. Và bây giờ xin mời gia đình của
chúng ta. À, với cái tiết mục này á, thì hai con làm rất là dễ thương. À, mình không có làm quá nhiều về cái phần màu sắc hay là chiêu trò gì cả. Chỉ muốn lên mang lên sân khấu hình ảnh gì đó nó rất là thật. Bằng cách là mình thả những con cua này ra để con có thêm cảm xúc thật và con diễn với lại cái người mẹ của mình. Và hai con làm cái chuyện này chú thấy rất là thoải mái, tự tin. Chứ không có cảm giác là bị cái con đang cố diễn hay là con đang cố phải làm theo yêu cầu của các cô chú. Minh Thiện, con bước ra một cái, cô nhìn cô tưởng chú Quang Lê bị thu nhỏ lại, rất là dễ thương, vô cùng dễ thương. Hình một hình ảnh rất là dễ thương, và khi con cất giọng hát lên, cô thấy trong cái giọng hát con, cái chất giọng của con rất là thích hợp và rất là phù hợp hát dòng nhạc quê hương. Và con hát rất là ngọt ngào. Chỉ có đúng là cô Trang nói rất là đúng là con phải học lại cái nốt thấp của con. Đúng là con nít thì cái nốt thấp nó sẽ bị xỉn đi rất là nhiều. Con sẽ là một trong những giọng hát, hát dòng nhạc quê hương tương lai rất là tốt. Con phải ráng tập cái nốt thấp thôi là rất là tốt cho con sau này. Thiên Quý có một cái chất giọng rất là tốt và sáng ăn microphone. Nhưng cô có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ cho Thiên Quý học thêm. Đó là Thiên Quý khi mà mình hát, mình bỏ cái tình cảm mình trong cái bài hát nhiều hơn một tí xíu, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cách phát âm mình nghe sao cho nó rõ và nó ngọt ngào hơn một chút xíu trong cái cách mình hát, cái cách mình xử lý cái bài hát. Nhưng mà cái chất giọng cũng là một phần rất quan trọng đối với một người ca sĩ. Thì cô nghĩ rằng nếu con cố gắng luyện tập nữa thì con cũng sẽ rất tốt trong tương lai. Chúc mừng hai con trong tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã mang đến một cái cảm xúc rất tuyệt vời cho cái khúc bún riêu cua đồng này. Hai bạn đập tay nhau một cái để chúc mừng hay là ôm nhau một cái nữa, bởi vì mình đã hoàn thành rất tốt nè. Yeah. Rồi, một tràng pháo tay cho hai bạn nhí của chúng ta đã thể hiện rất tốt ca khúc bún riêu cua đồng. Cảm ơn hai bạn. Bằng những nét nghiêng dại khờ, bằng màu mực ngây thơ vẽ hôm nay, tôi vẫn ngồi nơi đây vẽ mọi điều mê say. Bằng đôi tay tôi đã lớn thế này, vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng buồn về lo toan. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng có nghĩ gì và toàn tình trước. Từng mặt sứ vươn mình nên vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Vẽ tôi sao vừa khói, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi, tôi nhận ra đời sao nhiều tâm linh. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ
Yeah. Thưa quý vị, xin được giới thiệu Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn vũ đoàn ABC Thiên Thần. Mà thưa quý vị, không biết là quý vị có nhận ra được sự phối hợp rất là ăn ý của cả hai, không chỉ về giọng hát mà mỗi người đều có một cái thế mạnh rất riêng. Châu Linh thì có khả năng thêm nữa là về vũ đạo, nhảy rất là chắc. Còn Công Danh thì không phải nói, con là thí sinh nam mà cho đến hiện giờ là chú thấy được có sự mạnh mẽ trong cái phần thể hiện trên sân khấu này. Con đã khiến cho ông Bụt từ một người lành tính đã trở nên rất kích động. Bây giờ xin phép mời ông Bụt lên thể hiện cái vũ đạo chung với các bé hồi nãy. Có một cái đoạn đấy, vâng. Ông Bụt lên cái đoạn mà nhảy nhảy vậy nè. Hất tóc đi, ông Bụt hất tóc. Vũ đoàn ơi, mấy bé hát đi, ông Bụt quậy quậy giống vũ đoàn, có cái cây giống nè. Đó, cho ông Bụt đứng giữa đi con. Ừ, đó, cho ông Bụt đứng giữa nghe. Vậy thưa rồi. Ông Bụt là trưởng nhóm của vũ đoàn này đúng không? Đó đúng rồi, rồi. Trưởng nhóm rồi. Mấy cháu vũ đoàn cứ nhảy nghe, Bụt nhảy theo nha. Rồi. Bụt nổi dễ sợ luôn. Bây giờ nào, cùng nhau phát trần, cùng ông Bụt vũ điệu phát trần. Thôi, sao hoài vậy? Hết chưa? Dạ, cháu lấy bài nhạc. Dạ. Gì đâu mà con động tác bữa cuối làm hoài vậy mấy đứa. Bác đáng lẽ cũng phải quơ qua quơ lại để có cái dưỡng sức chứ. Gì mà cứ đập cái bữa vậy hoài, ông Bụt nào chịu cho nổi. Rồi, ra bây giờ là nguyên vũ đoàn ABC Thiên Thần cho Bụt chào một cái cho đẹp điệu hình cơ vô nè. Chào chào các bé nè. Hai ba. Trời ơi. Cảm ơn, đúng giờ. Rồi bây giờ cảm ơn Bụt, hơi Bụt lớn tuổi rồi, Bụt về Bụt dưỡng sức đi, Bụt đứng đây tội nghiệp Bụt thở hồng hộc nãy giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Các con có sự bản lĩnh, tự tin, làm chủ mình và các con hoàn toàn hiểu rằng mình đang làm gì ở trên sân khấu. Không phải bạn nhỏ nào ở tuổi này cũng có cái bản lĩnh như vậy đâu. Mà điều này đã được thiết lập từ những ngày đầu tiên khi các con đồng hành cùng với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí rồi, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mà cho đến vòng thi này thì các con đã kiểm soát mọi thứ rất là tốt. Thưa con, ngày hôm nay thì nói dông nó dài không bằng nói ngắn. Thứ nhất là Công Danh ngày hôm nay tụi con vẫn giữ được cái điều mà cô chú mong đợi. Đó chính là cái lửa của tụi con khi bước lên sân khấu rất là tốt. Yeah. Về phần mà dàn dựng thì quá tuyệt vời rồi. Đi ra, đi vào, giao lưu ở đâu tụi con lại làm rất là tốt hết. Và đặc biệt ở Công Danh có sự mạnh mẽ. Còn bé Châu Linh, con những cái sự lém lĩnh nhất định. Ở những cái màn chẳng hạn như là đôi mắt em thì con vẫn có những sự lém lĩnh ở cái gương mặt của con. Màu nâu tím mắt em ôi đẹp dịu dàng. Quan trọng tụi con đó chính là thần thái của hai tụi con trong bài này rất là tuyệt vời. Rõ ràng là khi mà hai con xuất hiện lên sân khấu là đã có một cái lửa và một cái nhiệt khi bước ra sân khấu đã truyền đến cho khán giả rồi, và càng ngày nó càng được tăng tiến dần. Và thấy lúc nào là hát xong nhảy xong hai đứa phơi phới à, cảm giác không có mệt mỏi gì hết trơn hết trọi á. Và cái điều mà chú cực kỳ quan tâm nhất đó chính là cái sự diễn xuất và thần thái của hai đứa. Nếu như mà các bạn nào mà chỉ thích hát thôi là các bạn cứ hát thôi, chứ các bạn không diễn theo từng cái câu hát của đối phương đang hát như thế nào đâu. Nhưng mà hai bạn này có một sự ăn ý từ diễn xuất đến giọng ca, đến cái sự tương tác với khán giả luôn. Nói chung là đối với chú, đây là một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn hai con. Yeah. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề, nhưng mọi sóng đổ về, vô lòng ta tê tái. Vội vàng em ra đi, đi qua lời bao sầu, nhưng mọi gió mùa đông sẽ lòng ta phai nắng.
Tại vì tiết mục này nó quá mạnh mẽ và máu lửa. Chị sao vậy? Tôi xin khẳng định rằng đây là một tiết mục đầy hấp dẫn và ngon lành như ly trà sữa mà Khá Như vừa tặng cho tôi. Trời. Xin khẳng định. Trời đất ơi, thì tặng à là có mua chuột á hả? Cái giá mua chị Vân khá rẻ, 75.000 mọi người ạ. Cảm ơn cái tình bạn mình chặt. Quý vị thấy không, hai người lúc đầu một người đổ dầu một người thêm lửa, mà bây giờ họ đã trở thành chị em kháng khích với nhau. Chỉ có ở Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí, thêm một tràng pháo tay cho tình chị em của cả hai, quá tuyệt vời. Không chị em gì đâu trời, không có chị em gì hết à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của gia đình mình đi. Cô cảm thấy rất tự hào máu lửa. Đúng. Với tụi con có đã rồi không? Dạ có. Mà sướng không? Sướng. Và tiêu chí của chúng mình lúc đầu là như thế nào? Nếu như các con thành tâm muốn biết, cô chú sẽ sẵn sàng dàn dựng tiết mục để trở thành chiến binh trên Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí, để tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời sao. Chúng có đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thầy Huy đảm đang, cô Huy cô Như dịu dàng, tinh tế. Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta. Không ngượng miệng luôn á trời. Ủa có gì đâu, tôi nghe mà nổi da gà luôn á. Các con có thích điều đó không? Dạ có. Con tôi thích là được rồi. Thì trời, thì bây giờ con nhà mình hỏi thì sao nó dám nói không. Quay trở lại tiết mục của các con đi ngày hôm nay. Các con hát và làm cho cô chú cảm giác là đang
đang gọi là cháy mà nó kiểu như là nó đang hừng hực. Không phải. Xin lỗi gia đình anh Huy giơ tay muốn nói gì? Dạ sao anh ạ? Không thể ngờ là người khờ cũng có thể ngông. Hình như là ok, em coi đây là một lời khen, cảm ơn anh Huy. Hồi nãy chị có trà sữa cho bên mua bị thiếu đó. Chị ơi, từ đầu á là chị xích mít tới nhà áo giáo thôi, mà trà sữa chỉ có qua nhà bên đó thôi mới làm quà được, nhưng mà trong khi còn rất là nhiều nhà khác nha chị. Đúng rồi đó Như. MC còn thiếu một ly nữa nè. Dạ, gia đình mình nói chung là tụi mình làm nghệ thuật á, tụi mình bớt thực dụng lại. Dạ. Dân mình giấu vô bớt thì dân chứ em mình đang bị đì nè. Hút cái ly chân châu đi cho nó nghẹt luôn bây giờ. Quy nói cái gì chứ con mình nó vui nè Quy. Nói chung ngày hôm nay cô chú rất tự hào vậy con. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là cái tinh thần lửa của nhà này nó luôn cháy bừng bực. Dạ, cảm ơn gia đình. Gia đình mình ngồi xuống được không? À, Như ơi, dạ. Như ơi, ai giấu cái đĩa bay của em, nãy giờ anh đã xin là trả lại rồi đó. Em chờ với hành tinh của mình nha. Dạ, tạm biệt anh. Dạ. Cảm ơn em, dạ, dễ thương quá, tuyệt vời quá. Đã nói mua trà sữa là mua cho hết. Dạ. Chị cứ vậy đó. Chị thiệt. Thôi rút kinh nghiệm chương trình sau đi. Dạ, bây giờ xin mời. Dạ. Trước hết thì xin một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. À, ban nhạc chơi bài này máu lửa quá. Và một tràng pháo tay nữa cho Phương Linh và Minh Anh với. Vì sao? Hai em đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách là đứng đó chịu đựng trong khi người lớn phá đám. Rất là chuyên nghiệp, xin hoan hô. Cảm ơn anh Huy đã chia sẻ. Dạ xin mời cô Kim Xuân. Có lẽ như là sau cái màn nhận mẹ nuôi thì cô Kim Xuân trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Bây giờ xin mời cô Kim Xuân chia sẻ. Hai đứa giống như là hai cái năng lượng, nhưng mà khi đặt riêng á thì còn có điều này, có điều kia để nói, nhưng mà khi các con hợp nhau lại á, kinh khủng lắm. Cô nhìn cái hình ảnh cô thấy là cái sự máu lửa của những tiền bối, những cái người lớn, những cái ca sĩ anh chị lớn đi trước, các con cũng không thua kém chút nào. Và khi mà các con đâu vai lại nè, cái này là chắc có dàn dựng đó, thành ra các con mới dễ thương vậy. Một bé thì để micro thật xa, một bé thì sát như vậy nè, nhưng mà cái đoạn bè đó nó hòa với nhau cực kỳ dễ thương. Và các con đã rất là điềm tĩnh trong từng động tác. Hôm nay là một cái tiết mục song ca tuyệt đẹp của đội Quả Tiễn, mà cô chúc mừng đội Quả Tiễn. Dạ cảm ơn cô. Mở đầu cái phần song ca là một cái bài rất là sôi động, có cái tiết tấu, nhưng mà tụi con có cái bản lãnh để tụi con hát trên cái nền nhạc mà tiết tấu rất là mạnh. Cô chỉ tiếc một điều là mình nghe không được rõ lời lắm, đó là tự vì cái phần băng nhạc và cái phần âm thanh và cái phần đủ hết nó làm cho mình không được rõ, đúng không ạ? Không, Họa My ơi, cái loại nhạc này nó lại đòi hỏi là cái lời nó gần như là không rõ. Đúng rồi. À, đúng. Bây giờ, trong khi mà cái nhạc cái đờn, tiếng đờn nó, tiếng đờn khí. Phá tiếng nó thì tất nhiên là bây giờ như thế anh Đức Huy nói là cái loại nhạc này là cái loại nhạc nghe tiết tấu chứ không cần phải nghe lời, có đúng không ạ? Đúng. Tức là không, nó cũng nghe lời nhưng mà không như là loại nhạc tình cảm để mà dĩ nhiên mình nhưng mà cũng phải nghe được chút. Không nghe hết nhưng mà cũng phải để hiểu. Không nghe, nghe hết rồi hiểu rồi sao? Cái loại nhạc này nghe là không để hiểu gì cả mà. Còn nghe kỹ quá là hiểu là mất ý nghĩa đi. Là mình hiểu nhạc, mình không cần nghe cái lời nhiều nhưng mà ít lắm mình cũng phải hiểu được một chút. Cô chỉ thích nhất là khi mà cô nghe được rõ lời của con lúc mà nhạc ít. Cái lúc đó tụi con giống như nói vậy đó. Tụi con có một cái sức sống rất mạnh trong cái bài hát và tụi con diễn tả rất giỏi. Cô hoan hô tụi con nhiều lắm. Cảm ơn cô Họa My rất là nhiều. Xin cảm ơn con. Trời ơi, con hai, sao mày về mày không nói tía mày hay vậy? Rồi có đói không, để vô tía chuẩn bị đồ ăn con ăn nha. Vậy mày đợi tía nghe, sớm sớm tía ra ruộng tía coi có gì tía mang về mình ăn bữa cơm gia đình con nghe. Con nhỏ này mày về không nói tao biết gì hết trơn. Đi vô đi con.
hai, cô hai, cô hai. Ủa Tiếp, có chuyện gì vậy Tiếp? Chị bay về rồi. Tụi bay vô coi cơm nước sao còn mấy cá khô rồi. Tiếp chuẩn bị giọng nấu cơm cho nó ăn. Nó về đây nó đói rồi, nó không có gì ăn nữa. Lẹ 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 lẹ, nhanh lên. Tiếp vô chuẩn bị cơm nước nó ăn rồi đói. Ủa Tiếp, chị hai gả về nhà chồng được 2 năm rồi mà Tiếp. Đúng rồi Tiếp, chị hai đâu có về đâu Tiếp. Vậy là hai bay nó không về hả? Chắc tía nhớ nó, tía mơ thấy nó nữa rồi. Thôi, hai đứa ngủ tiếp đi. Tía ra coi có gì tía câu về cho trưa nay có đồ ăn ngon nha. Nghe. Sớm mà tía. Vậy, lỡ đâu hai con hai nó về thiệt sao? Ngủ đi, nghe. Tía ra coi thì sao? Ngày xa rời miền quê, mẹ dối theo nước mắt đôi dòng. Cha sống già buồn con khờ lạc bến ra xa, hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào, bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa rời quê nghèo buồn con. Mai đây hai bố quê nhà cách ngàn trùng xa, theo người dân về nơi xứ xa. Thương ai, duyên phận ai mãi, biết vui hay buồn làm thân con gái, nỗi lòng riêng ai. Chỉ xa rời miền quê mà bấy dần chưa về, cha sống già buồn trong nơi quê nghèo, mẹ thương nhớ mong nơi xứ lạ miền xa. Em ơi hãy nhớ quê nhà, thương nhớ từng bờ đê, hai ơi mau trở lại miền quê. Mình ơi, mình thương em, mình đừng có uống nữa. Giờ mình đi về ha, ngủ. Lấy rượu cho tôi uống đi. Không, mình giờ mình thương em á, ngày mai không uống nữa nghe mình ơi. Lấy rượu mà. Em cầm giày về cho mình ha, giờ em cõng mình về cho mình nha. Mai mình uống tiếp nha mình. Nói lấy rượu cho tôi uống mà. Cô làm sao vậy? Tôi cưới cô về làm vợ. Tôi kêu cái gì tôi không phải làm cho tôi chứ hả? Mà... cô cãi tôi không? Cô cãi tôi không? Cái gì vậy hả? Cái gì mà rần rần vậy hai đứa? Má coi con dâu nó kìa. Cô má con kêu lấy rượu cho con uống mà nó không lấy rượu cho sao con là sao? Má đang tịnh tâm mà hai đứa rần rần vậy sao má tịnh tâm được con? Con má, con má tôi cho cô lên bờ xuống ruộng luôn đó. Thôi. Nhậu tiếp nha. Cái thằng vợ thằng hai. Dạ má. Dạ hả mày? Sao vậy con? Má có tiền mà. Má có tiền thì con má có quyền ăn nhậu con à. Tiền của má nó nhậu cả đời còn không hết được mà con. Còn đỡ hơn cái dòng của cha bay nha. Nghèo khổ mà không đi mừng ăn, rồi mắc nợ, rồi sao? Bán con gái đi về làm dâu nhà người ta. Ê cha, mà má nói ai vậy ta? Má, má dạy con gì cũng đúng hết má à, ừ. Con nghe hết. Má ơi, mai mốt á, con không dám nói chồng con nữa à, con không dám là, không dám gây gỗ với chồng con nữa. Con cũng không dám cãi má. Má ơi, con à, con về làm dâu cho má được 2 năm rồi. 2 năm trời con chưa được gặp tía con với hai đứa em á. À, không ấy cái ngày mai á, sáng sớm á, cái má cho con về cái chưa con quay trở lên lại á má. Ê chàng ơi, vậy chứ má nhớ hình như đâu đó có người cũng về làm dâu 2 năm mà chưa có sinh quý tử. Sao vậy con? Ê cha, bởi người ta nói mà, cây độc không trái, gái độc không con là vậy. Mà con gái nhờ đức cha. Cha bay bậy quá hèn chi. Thôi ráng nha con.
cái gì nữa? Vô lên mùng bệnh cho chồng mày ngủ kìa. Dạ. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót dạ buồn đau, thương con khờ lạc bơ. Trời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về. Cha sống dạ buồn trong nơi quê nghèo, mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa, em ơi hãy nhớ quê nhà, thương nhớ từng bờ đê. Vô ăn với tía. Thằng Út, qua đây. Con ba vô đây. Ngồi, trời ơi, ngồi ăn bữa cơm. Trời ơi, tía biết hôm nay nói gì rồi mà. Con hai, ngồi với tía. Hai đứa sao vậy? Cặp chị hai không chào đi. Rồi, trời ơi, múc cơm cho chị hai bay ăn nữa nè. Vợ con hai lâu rồi mới về. Thằng Út, mày nhìn cái gì? Mày chết chị ông, mày múc cho chị hai mày ăn kìa. Con hai, trời ơi, chị xin lỗi con nha. Hôm nay tía không có biết con về sớm, tía đi mừng đồ ăn nó ít quá. Để chút tí vô tí nấu thêm mâm cơm cho con ăn nha. Tía! Đâu có chị ai đâu tía! Thương cho chị hai phận thuyền quyên con gái, đổ bến qua sông biết đục hay lành. Nhớ tía với hai em lắm tía ơi. Con ơi, tía xin lỗi con. Xin chúc mừng phần thể hiện của Tuấn Tú, Quỳnh Anh. Một câu chuyện rất là xúc động. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly, xin mời chị. Bản thân cái bài hát nó cũng hay, mà Như được cái là Như dựng cái kịch bản này nó bám sát theo từng cái câu hát, cho nên nó sẽ dễ khiến cho người ta đi vào cái hoàn cảnh này hơn. Còn hôm nay thì chắc có lẽ là lần đầu tiên Ly thấy Huy. Ông già Huy này dễ sợ quá. Rồi đặc biệt là hai con, giọng hát đã ngọt ngào sẵn rồi, con đưa đẩy vào trong cái cốt truyện, và đoạn cuối lại cho một cái đoạn trong ca cổ nhẹ nhẹ nó len vào để nó có một cái kết rất là đẹp.
một tiết mục rất là xúc động, rất là hay. Cảm ơn chị Ly. Anh cũng muốn hỏi Huy, đây có phải là lần đầu em đóng cái vai như thế này trên sân khấu không? Dạ thật ra thì đúng thiệt là tại lần đầu tiên em thử sức ở một cái vai ông lão luôn. Nên mà lúc mà năn nỉ chị Như nói là chị Như ơi trời ơi nổi không, tại vì cái mặt của em vậy mà vô da ông già nó sai lắm nghe. Đâu có, chị thấy nó hợp lắm á em. Trời ơi chị Ly. Xong rồi cái chị Như nói thật ra thì khi mà hai bé muốn là huấn luyện viên sẽ hỗ trợ hết mình cho hai bé thì lúc đó thì Huy cũng nói về như thì em sẽ cố gắng hết sức, với lại nữa là làm sao đó để mà tụi mình chỉ là những người mà chấp cánh cái cảm xúc của hai bé thôi. Anh ơi, bây giờ cho em qua nhà hai người được không? Dạ. Em rất muốn chọn luôn mà chị Lý không chịu. Tại sao? Ê, tại sao em vô chịu? Nữa? Em đừng có ý kiến gì. Tại sao em không gạt? Tại em với lại cô giáo của em có một cái ý kiến nó như lửa với nước vậy đó. Em cũng vậy luôn. Lửa thôi mình luôn. Vô một đội đi. Vì riêng với gia đình ông và bụa là thuận tình luôn. Cảm thấy rằng là nếu không gạt là không thể được, cho nên hai đứa cùng gạt. Còn tại sao hai gia đình còn lại rối ren như vậy? Chị Ly cứ gieo trong đầu em. Cứ nói là, chị nói là bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Trời ơi, mọi thứ nó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Hai bé hát quá hay. Con ơi, con có khả năng hát tiếng gì khác được không? Ví dụ là tiếng tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng... Bé nó hát như vậy là tiếng Anh là quá giỏi rồi, đòi hỏi quá. Con. Sở trường ngoài bài hát với anh ra con hát được dòng nhạc nào nữa? Có dân ca đương đại hay là mình có hát nhạc bolero, mình có hát nhạc rock được không? Dạ con hát được nhạc rock và mấy nhạc dancer. Rock kìa chị, rock kìa chị. Nhạc gì con? Và dạ nhạc mấy nhạc sôi động. À, dance. Ơi quên, tụi con giới thiệu đi, tụi mình tên gì? Dạ con tên là Ngọc Giàu, năm nay con 9 tuổi. Con. Dạ, con tên là Văn Minh, năm nay con 11 tuổi. Con là Ngọc Giàu cho nên con hát rất là giàu cảm xúc. Còn con là Văn Minh cho nên là con hát rất là văn minh. Lúc mà bé Văn Minh phiêu đó, chú Vũ nhớ không? Nhắm mắt, hít hơi thẳng lưng, hai tay dang ra như thế này. Trội giỏng giạc thật. Ôi, cái phong thái của con thiệt là người lớn. Chú Vũ nghĩ là chú biết lý do tại sao hai đội kia không chọn hai con rồi. Là tại vì hai đội này biết là chắc chắn là hai đúng con rồi. Phải thuộc về cô chú thôi. Là tại vì cái màu sắc này là chỉ có cô chú có thể hòa quyện với con, có thể hát. Và chú thích nhất là lúc mà Văn Minh hát á, con rất là đam mê và con cháy bỏng với lại cái ca khúc này. Con hát con không cần biết ai xung quanh đang làm gì, đang nhìn gì hết. Con hát mà con vậy nè, làm cho chú rất là sướng. Nói chung là chú chào mừng hai đứa vào đội của cô chú. Come here. Cố gắng lên đi với con. Rồi. Trường thủa con bắt bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lăng Hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đây, yêu cô nhà bên thủa con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cho
nguôi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Xin mời Khả Như và Ngô Kiến Huy. Con rất là may mắn khi mà con vào tay của chú Vũ và cô Vân, bởi vì mỗi vòng con lột xác thực sự. Mặc dù hôm nay cô cảm thấy là hình như là cái giọng của con không được tốt lắm, con có vấn đề về giọng hay sao, cô thấy nó khàn khàn. Cô đúng là tinh tế, lúc nào cũng bắt đúng ngay cái nốt nhịp ấy. Cái mà điều Vũ lo lắng nhất bây giờ là cháu Phi Long bây giờ là cháu 14 tuổi rồi đúng không? Dạ. Và nếu mọi người đều biết thì cái tuổi 14 là cái giai đoạn bắt đầu bê giọng. Trời ơi. Cho nên là bây giờ là đang rất là gấp rút để mà làm những cái bài hát sao cho nó trọn vẹn. Và chú đang cầu nguyện để giọng con từ từ hãy bể. Con rất là đa năng, dòng nhạc gì con cũng có thể chinh phục được. Và ngày hôm nay khác với những lần trước, không có trẻ trung, không có năng động, mà thay vào đó là sự khoan thai. Con bước ra một cái là chú thấy được cái hồn của Việt Nam. Tuy là cái giọng của con đang dần dần bị vỡ, nhưng mà chú nghe cảm giác là con không có khó chịu. Nghe rất là vô cái lỗ tai mình, nó thấm vào trong lòng của mình á. Nghe con hát xong, chú thương con và chú thương cái nước Việt Nam này vô cùng. Yeah. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Chú phải nói một điều về Phi Long á, là con không phải là người mà có giọng hát đặc biệt nhất hoặc là tuyệt vời nhất trong đội. Nhưng con là người cố gắng nhất, rất là chăm chỉ. Và cái đó là một cái điều chú rất là thích ở một đứa trẻ mà biết ý thức về nghề nghiệp và ý thức về cái trách nhiệm của mình. Cho nên là chú cảm ơn con đã làm cho cô chú rất là hạnh diện với tiết mục này của con. Chàng trai của chúng ta hơn ngô tuấn tú, hát hay, hiền lành, dễ thương. Hai em đứng cạnh nhau mà nhìn chặt nhau chỉ chừng 1-2 tuổi thôi. Bây giờ đây thì
Cô thấy con hát không? Con hát mà nguyên một cái binh đoàn thê tử từ phía châu Âu ồ ạt tràn ngập lên sân khấu biểu diễn minh họa cho tiết mục Ô Mê Lý của con. Bây giờ con giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì đến từ đâu? Con tên là Đoàn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Ồ. Hải Phòng nhiều người hát hay quá. Ngồi xuống không? Ngần tĩnh không? Ê, con có thể cho mọi người biết là ngoài cái khả năng ca hát ra thì con có khả năng gì nữa không? Dạ, ngoài khả năng ca hát thì con có thể nhảy và diễn xuất ạ. Wow, diễn xuất. Trời con ơi, diễn xuất là về đây liền con. Con ơi, ở đây là dàn dựng diễn xuất với lại ông ca hát Hoàng nhảy múa luôn. Khiêu vũ con à. Ông Hoàng. Nữa hả? Đúng rồi. Diễn xuất thì chú con biết rồi đó. Con có khả năng diễn xuất là con thường diễn chính diện hay là phản diện hay là cái gì? Dạ con thích diễn phản diện. Phản diện con là cần đây phải nè. Có người diễn chính diện. Con là hiền diện. Bây giờ về đây đi rồi có người diễn chung. Con ơi bên kia là ác luôn con, bên đây là hiền nè. Đó. Ác hay luôn, là hai bạn diễn thử đi. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ba bạn học chung lớp. Bạn Nguyễn Văn Tèo. Năm nay 7 tuổi. Bạn Tý. Năm nay 6 tuổi. Và xin được giới thiệu bạn tên gì bạn? Dạ, Tèo. Bạn Nguyễn Văn Tèo. Năm nay 7 tuổi. Bây giờ mình sẽ đến cái vòng thi đấu vui để kiểm tra trình độ IQ của các bạn. Câu đầu tiên, các bạn hãy cho mình biết môn gì càng thắng càng thua. Năm. Dạ, rồi, xin mời bạn Tí, môn gì? Dạ, thưa thầy là môn... đua xe ạ. Đúng rồi, đua xe xe đạp càng thắng thì càng thua. Dạ. Rất mong tiếng cho bạn Tí, chúc mừng. Câu thứ hai, bạn nhanh tay lên một chút nha, bạn chậm lắm. Mọi người hãy cho mình biết sở thú bị cháy thì con gì chạy ra đầu tiên? Tiên. Rồi, xin mời bạn Tèo. Dạ, sở thú bị cháy thì con ngừ chạy ra đầu tiên. Sai bé, bà bán vé chạy ra đầu tiên. Và câu cuối cùng, như vậy là chúng ta đã có được một điểm. Bạn Tèo, bạn cố lên nha, trình độ IQ của bạn hơi bị thấp đó. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lên với câu tiếp theo nha. Câu cuối cùng, con gì? Con Dung đúng không? Con Dung đúng không? Chưa ông ơi. Chưa có hỏi xong. Con gì, tự nhiên giơ tay lên, con gì là con gì? Dạ. Em bị kiến cắn. Bạn hãy cho mình biết câu thứ ba. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Xin mời bạn Tèo. Con tiên. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng ba bạn giỏi quá. Bây giờ cô giáo chủ nhiệm vô rồi nè. Dành một tràng pháo tay chào cô giáo chủ nhiệm. Chào cô giáo con ơi. Yeah. Cô có một câu hỏi dành cho các con. Ủa hỏi hoài vậy? Lớp không học mà hỏi hoài. Cô ơi, cô chơi đố vui hả? Bắt đầu mời con. Rồi, ba bạn ngày hôm nay giỏi quá. Thế nên là các bạn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào. Hay quá. Rồi. Bạn Tí ơi, bạn Tèo có này tặng cho bạn Tí nè. Bạn Tèo tặng gì vậy ta? Tặng bao lì xì chắc luôn. Cái gì vậy? Tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn. Uống xong về đội của Tèo nha Tí. Tí ơi, bạn Tèo cũng có đồ tặng cho Tí nè. Đây giữ giùm cái này cho. Nhắm mắt lại đi. Rồi đưa tay trái ra. Rồi đi. Bậy. Cái này là phải mở ra uống như nãy giờ hát nãy giờ. Cái này đó khát nước lắm. Chúng ta thấy là mấy bạn của chúng ta đã có một cái tiết mục học rất là vui nhộn. Nhưng nãy giờ thì ở dưới người ta đang chờ đợi xem là cái quyết định của bạn Tí sẽ về đội nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đầu tiên là ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Thưa cô, cô thấy là với phần thể hiện Ô Mê Lý của thí sinh Tí thì cô thấy như thế nào? Mời cô. Cái điều quan trọng đó chính là cái gì? Cái tinh thần của em khi thể hiện bài hát. Cái phong cách biểu diễn nó rất là thoải mái, tự tin. Và chú Huy đã chọn bởi vì cái giọng hát của bé đã thuyết phục được chú Huy. Cộng thêm một cái sự tươi trẻ, thoải mái. Trong khi mà chưa kịp thấy gì hết thì đã cảm thấy rất là thích rồi. Thì chắc chắn là Huy bớt tạo nét lại cho chị nói cái... Rất mong là con về với đội của cô, bởi vì đội của cô luôn luôn tràn ngập những ngọn lửa trẻ, khỏe. Trời ơi, bé mới chê chị già đó. Dạ, chị có nghe em. Chị có nghe đúng không? Trời, anh chủ ơi, anh chủ. Mình rảnh mình đi chùa đi anh ơi. Công nhận á, anh không thấy mà anh quậy cho hai bên đồng nha chị. Em không hề có ý gì trơn, em cảm thấy anh Vũ là một người rất là đáng để đề phòng. Hồi nãy em nói là Vũ cũng bị bám. Em nói là cái sự trẻ này á, cả chị Ly cũng có trong đó nữa em. Trẻ nhất là chú. Bây giờ con đợi về đội của chú đi. Tại hồi nãy là chú nghe con hát á, có mấy cái xử lý con xử lý rất là tinh nghịch. Một ngày nắng ta hát bằng nắng tươi. Biến lấy nhấn nhá nhìn nó lạ lùng lắm.
hay hay, tinh nghịch, vui vẻ lắm, rất là phù hợp với màu sắc. Tinh nghịch là bên đây nè con, bên trái nè. Không, bên kia là bị điên con ơi. Ê, gì? Bên đây là đủ hết màu sắc con, thấy chưa? Đó. Lấy la, lấy la. Lấy la, lấy la. Come here la. Rồi, như vậy là đội này đã xong phần thuyết phục. Nãy giờ thấy cô Ly ngồi cười hoài, không biết cô Ly thấy làm sao. Nói nghe nè, hồi nãy chị nói rồi, bây giờ ở bên đây sức trẻ quá cho nên chị để cái sức trẻ đứng gần đó thuyết phục. Trẻ là bây giờ trẻ nhất ghi về với trẻ, tại vì bây giờ coi như là chú là coi như là trẻ nhất trong vàng ban giám khảo rồi. Ha. Chú ngang ngửa chú Lập. Em ơi ra quyết định đi. Quỳ ơi. Hả? Em hát một cách nó đổi ý định rồi kìa. Em ơi nhớ nha. Bây giờ thôi mình để cho bé suy nghĩ đi. Con mất mặt quá này trời ơi. Bây giờ con sẽ về đội của vị huấn luyện viên nào? Con cũng xin cảm ơn hai đội đã chọn con và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng hòa nhịp vào bài hát của con. Nhưng mà con chỉ có một lựa chọn thôi ạ. Con ơi, bây giờ chú tự nhiên chú nảy sinh ra cái cảm giác này, tại vì bây giờ chú xem xét lại nguyên tiết mục của con, chú thấy không có lý do gì mà chú không chọn con hết. Chú không hiểu tại sao hồi nãy chú không nói nữa. Nè nè, anh Vũ. Trời ơi chết rồi. Em sẽ lấy tấm thân ngọc ngà này chặn cái dòng đường chạy của Mộc Thanh. Cái đường dây điện đâu rồi, chú cắt. Em cắt cái đường dây điện liền ngay tập tức nè. Bây giờ anh nói đàng hoàng anh Vũ. Em bấn liền nè. Con ơi, con có muốn chú gạt cái này luôn không? Con có muốn điều đó không? Bây giờ chú cũng không biết tại sao chú không gạt nữa luôn á. Chắc hồi nãy mình lo uống nước. Lo thôi, tụi tôi muốn nè. Hồi nãy là uống nước ông này không cho. Uống lấy lẹ đi anh. Ủa, uống liền hả? Ờ, nước ép. Ờ, có rồi, bên cho một cái này. Rồi, vậy không? Lấy cái đó đấy nè. Nước đó nó bỏ thuốc vô. Trời ơi. Sao nghe tiếng ác vậy? Trời ơi. Anh Vũ ơi, cái gia đình gì đơm đặt. Con ơi. Hả? Đây nè. Con thấy chưa? Con thấy cái gia đình đó chưa? Cho cô ơi, con uống chưa? Con uống chưa? Trưởng ban diễn xuất. Con trả lại đây, trả lại đây. Trời ơi. Nè, một chai là hết rồi nè. Con uống không sao, không sao, không sao. Con có muốn chú gạt không? Anh ơi, anh có thời gian anh đi chùa đi anh. Mình đi giải nghiệp. Anh đi chùa anh ơi. Gieo quá, gieo à. Anh đi phóng sanh cá, phóng sanh chim đi. Thôi bây giờ thế này, tại vì nãy giờ mình cũng đã dành thời gian rất là nhiều cho việc giao lưu với con. Bởi vì con là một cô bé rất là đáng yêu. Nãy giờ cô im ru lý do là, không biết sao không, cô đến từ Hải Phòng. Trời ơi. Hoài luôn á. Hải Phòng nữa. Hoài luôn. Không, các bạn cứ bình tĩnh nào. Thôi Hải Phòng ngày hôm nay. Mình đã nói gì đâu, các bạn buồn cười thật đấy. Cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng. Và cô thật tự hào phải thông báo với con một điều rằng là cho đến giờ phút này chưa có một người Hải Phòng nào về với đội của cô. Cô hãy phá vỡ cái điều đó đi. Cô không dám hy vọng bất kỳ một điều gì nữa. Bây giờ túm lại. Mấy cứ làm đại là đi mình ha. Làm đại đi rồi làm con chọn là tùy vào con. Thế okay. Thôi. Yeah. Như vậy chúng ta có cả ba đội đều chọn cô gái nhỏ nhắn đến từ Hải Phòng. Vì nụ cười đó ngay như hoa cười, vì một làn tóc ngay như mây trời, hình dáng ngay qua đây từng ngày, mây trôi lạc loài bao anh đắm say. Hey, 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 hey.
tách rời từng ngày trong ngóng dáng em, vì nụ cười đó ngỡ như hoa rừng, ngỡ như hoa người, một lần tóc ngỡ như mây trời, ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi. Rời từng ngày trong ngóng dáng em, vì nụ cười đó ngỡ như hoa sẽ những khi em giận phù vân, một làn tóc ngỡ như mây trên tóc khi em sẽ yêu đây thôi anh ơi, qua đây từng ngày mây trôi lặp lại, bao anh đắm say, vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi khi em giận phù vân. Quý vị, hai cô gái của chúng ta đang bước vào giai đoạn của những chuyển biến tâm lý. Cho nên với phần biểu diễn của chúng ta là bản mashup hai ca khúc Bóng Mây Qua Thềm và Giận Anh. Để dĩ nhiên rồi, giai đoạn này có những cái xúc cảm, đó là những cái nỗi nhớ vu vơ, những cái giận hờn nào đó thôi. Và ngày hôm nay thì hai bạn đã làm cho chúng tôi thấy là sân khấu của chúng ta rất là bùng nổ. Cô là một người rất là thích mashup, rất là thích kết nối các bài hát lại với nhau. Cái người dựng tiết mục này phải rất là tinh tế để mà chọn ra những cái câu phù hợp giữa bài Giận Anh và bài Bóng Mây Qua Thềm để cho hai đứa con hát kết nối lại với nhau để ra một cái tiết mục như thế này. Vẫn có bè, vẫn có đuổi, giọng của hai bạn rất là sáng, rất thành công. Cô chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô ạ. Và xin mời gia đình thứ hai, xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Con vừa cất câu đầu tiên thì cô hết hồn vì cỡ tuổi tụi con như vậy mà giọng hát quá hay và quá tốt, quá khỏe mà hát chuẩn nữa. Rất là khen tụi con và cảm thấy wow. Dự đoán không lầm thì cô nghĩ rằng là Khánh Huế sau này sẽ có nhiều cái đặc biệt và tương lai sẽ là một trong những ca sĩ đáng gờm của người lớn. Còn Mỹ Hoa thì Mỹ Hoa con có cái chất giọng rất là sáng, rất là trong và hát rất là chuẩn. Và cô chúc mừng cái tiết mục hai tụi con quá hay và chúc mừng đội Dương Triệu Vũ cũng như là Thu Trang có một cặp song ca rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai con. Một tràng vỗ tay cho hai bé và một tràng vỗ tay cho chị Bảy nhà em. Thấy không? Bảy nó hay đó Bảy ơi. Hôm nay Bảy là trọng trách Bảy nặng lắm nên Bảy phải có vẻ là xét kỹ một chút xíu, tại Bảy muốn tụi con tiến bộ hơn. Bây giờ là chúng ta sẽ lắng nghe cái gia chủ nhà Ninh nhận xét nè. Trước hết thì Vũ xin gửi lời cảm ơn đến hai đội đã gửi những cái lời rất là tốt đẹp dành cho mấy cháu. Xin cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Con gái nhà tụi em đó. Dạ. Hai con làm cho chú và cô Trang rất hạnh diện. Những cái gì chú đưa ra cho con rất khó. Những cái nốt và cái quãng của bài hát này nó cực kỳ khó hát, mà hai cháu đã làm rất tốt. Và nhất là cái đoạn mà hai cháu đấu với nhau đó, đấu với nhau ở trong cái cách mà phiêu giọng á, hai con làm cho chú ngồi dưới đây cảm thấy rất là sướng. Mà cô Trang và chú đã phải đứng lên và nhảy theo hai con. Cho nên là chú xin chúc mừng hai con và cảm ơn hai con đã làm cho chú rất hãnh diện. Cảm ơn chú. Rất tuyệt vời. Anh Khai xin chúc mừng hai bạn đã có một phần biểu diễn khuấy động sân khấu trong đêm thi ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Oh! Yeah!
có vẻ rất là sôi động hơn thí sinh của chúng ta nữa. Thưa quý vị, đây là cặp đôi Cẩm Tú và Anh Khôi. Trời ơi, cái tên nghe cũng đẹp nữa. Vừa rồi là một ca khúc rất nổi tiếng, Bóng Bóng Bàng Bàng. Và bây giờ thì xin mời ba huấn luyện viên sẽ đưa ra cái phần nhận xét này. Hai đứa con hát xong mệt không? Mệt không? Nói thiệt lòng với cô, đây là hai đứa mình như người nhà. Là hát xong có mệt không? Dạ không. Vậy mới là nghệ sĩ con ơi. Vậy thì mới xứng đáng đi về đội của cô. Bây giờ sử dụng nha, bây giờ con trả lời là con có mệt để cô trả lời sao nha. Dạ có. Rồi hỏi trả lời đi. Có, phải không? Coi cô trở mặt nè. Thì mới càng đi về. Không phải, không phải, cô Trang ơi, cô Trang. Không, con ơi con, chú Nghĩa hiểu tính cô đoan trang lắm. Con nói con không mệt phải không? Thì cô Trang nói rằng không mệt mới xứng đáng về đội của cô. Còn bây giờ chú hỏi lại nè, con có mệt không? Dạ có nè. Có. Dạ có. Con mệt cho nên con về đội của cô để cô chăm sóc cho con nhé. Ý cô Trang là vậy đúng không? Về mặt ăn nói mà diễn đó thì chắc chắn là cô không có lại những cái con người Thu Trang với Đại Nghĩa. Là sao? Nãy giờ em bên chị mà. Bây giờ là quên, chị xin lỗi cưng. Là dạ. Cưng là đang đóng vai chính diện, còn đây là phản diện áo đen. Đi về. Ủa sao riêng quy định tôi phản diện trời. Bây giờ cô nói như vậy. Vậy. Thật ra thì cái hú vừa rồi là các bạn dành cho ai? Giả bộ đi, giả bộ đi, giả bộ đi, mình giả bộ cũng được. Trời ơi, thương quá. Ok, bây giờ vậy, hai đứa con vừa rồi á hát giọng rất là sáng, một chút dân gian mà rất là hiện đại, thì cô cảm thấy là cô hợp nhất về đội của cô với lại chú Thanh Bạch. Tụi con nhảy rất là khớp nhạc, nhưng mà tụi con thiếu một chút xíu sự diễn xuất giao lưu với nhau. Chuyện đó chú Bạch và cô Trang sẽ phát huy nội lực của tụi con gấp 10 lần. Đó, chưa? Ghê chưa, nghe ghê chưa. Bây giờ xin mời cặp đôi Thu Trang và Dương Trường Vũ, xin mời ạ. Khi mà cái màn còn mùm đóng đó, là ở đây là chú Vũ với cô Trang đã thấy là tụi con nhảy rồi. Là chú Vũ nói trời ơi, nhảy đúng nhịp như vậy. Mà một khi mà các con mà nhảy đúng nhịp á, là chắc chắn cái thẩm âm rồi cũng rất là tốt. Cái nhịp. Cô nói không ra cái chữ thẩm âm. Cô nói tưởng thì ra chữ thẩm mỹ. Không, cái đó cũng là thẩm mỹ anh à. Cho nên là cô nghĩ là chú Vũ sẽ phát huy cho con về cái mặt ca hát. Còn cô Trang phát huy gì? Diễn xuất cái thần thái ở trên sân khấu. Chú Thanh Bạch hồi nãy nói là tụi con nhảy nhưng mà không có giao lưu với nhau. Thì chú Thanh Bạch được làm được điều đó và cô Trang cũng làm được điều đó. Hình như thấy Cẩm Tú hơi giống Trang tí xíu á. À vậy hả? Bây giờ lên đứng coi được gì? Vậy hả? Xem nhìn như hai chị em luôn. Anh Khôi con biết không? Con rất giống Andy, con trai của Trang. Cho nên là cô nghĩ là con về đội của cô Trang với lại chú Vũ á, thì sẽ sao? Hay hơn. Tại vì Andy sẽ lên chơi vì con, mà Andy rất là có khiếu nhảy. Con có biết là cái tuyệt đỉnh song ca người lớn á, cái đội nào thắng năm trước không con? Là đội của chú đó con. Yeah. Cho nên tôi với Khôi nghe cô nói nè, người lớn với con nít nó khác nhau nhiều rồi. Lắm con. Nó khác. Tôi tự nhiên thắng người lớn cái vô nít không biết làm gì. Cái này đội chú quán quân chương trình, cô Trang đâu có khoe gì đâu. Mà chú Bạch khoe giùm nha. Thôi bây giờ tôi cũng quán quân mà. Thôi bây giờ em cũng có quán quân. Dạ, thì bây giờ em cũng có quán quân tài tử trên đài. Anh Vũ cho chị Trang, anh Vũ cho chị Trang. Em hát cải lương được. Đó. Em quán quân tài tử trên đài là quý vị. Đó, anh chị về chỗ đi, anh chị về chỗ đi rồi chúng tôi nói. Anh nghĩ là nếu như mà cặp đôi giám khảo nào ra mà bước đây mà nhảy mà giống mà dễ thương nhất, anh nghĩ em nên về cái đội đó. Nhảy thì mình có thể đi về, rồi về nhà mình nhảy với tập. Nhau, rồi mình tập với nhau. Cái tự nhiên cái mình đi ra đây, cái mình làm cái gì cho khán giả mình. Cô nhảy liền được. Đúng không? Đấy. Một like cho nghệ sĩ Thu Trang. Cô sẽ đi xuống dưới cô ngồi, tại vì cô không có đứng ở đây để gây rắc rối chương trình, đúng không? Cô đang gây rắc rối đó cô ơi. Cô Trang ơi, chốt lại cái tiết mục này là tụi con hát múa dân gian đương đại, Đoan Trang với Thanh Bạch, hai cô chú hợp nhất ha. Bây giờ tụi con chọn đi ha. Đó, quyết định đi, vỗ tay bự bự lên. Hai con ơi, bây giờ các con nghe cô Cẩm Ly nói nha. Nãy giờ cô Ly nhường cho hai bên kia nói, cô Ly nói không có lợi. Cô Ly như bà tiên, như mẹ hiền vậy đó. Dạ chú cũng vậy á chú. Đó. Chú thích con rồi. Nói đi cô Ly. Làm riết quản không biết nói gì luôn á. Cô thích ở Cẩm Tú á. Con là cái làm chủ sân khấu, con quá giỏi. Chính vì con quá làm chủ cho nên anh Khôi mới là không có được tự tin, cho nên là hai tụi con mới không có cái sự đồng điệu với nhau. Cái tiết mục của tụi con nó tạo được cái cảm hứng cho tất cả khán giả cũng như là các cô chú ở đây. Và cô cũng biết chắc là tụi con cũng đã có sẵn một cái đội để tụi con về rồi. Các cô chú rồi làm mưa làm gió tranh giành dữ quá chứ tới hồi rồi. Bây giờ cô con cũng có định sẵn một người rồi. Tức là nãy giờ đó mấy cô chú làm nhiều trò như vậy
thực chất là để cho mấy con bình tĩnh lại thôi. Là tại vì mấy con là những người phải mở đầu chương trình. Và khi mình hát đầu chương trình đó mình rất là áp lực. Mà hai con diễn quá tốt đi. Nhất là cái vũ đạo của con, lúc mà con chưa bắt đầu hát là chú đã muốn gạt cái cần rồi. Tại vì hai con rất là tài năng. Con đừng có phân vân và ngại là chọn đoạn đội nào mình phải về. Con chọn không phải là đội của các cô chú ở đây thì cũng về một đội thôi. Mà cần sự hỗ trợ thì sẵn sàng giúp đỡ, chứ không có nghĩa là mình một cái thế giới độc lập riêng của cái đội đó. Mà mình là nguyên một khối của tuyệt đỉnh sông ca nhí. Cho nên các chú yêu thương các con như nhau, các con đừng có lo. Cảnh khuya vẫn thức, đợi mẹ về mới yên lòng.
thưa quý vị, đó chính là Ngọc Nhi. Dạ, bây giờ thì quý vị đã hiểu tại sao mà con cò nó đi với con ngựa rồi đúng không ạ? Đó là sự kết hợp của bạn mashup ba ca khúc mà chắc là cũng chỉ có đội nhà này mới nghĩ ra cái sự kết hợp mà nó quái nhưng mà nó lại hợp lý đúng không ạ? Có con cò, rồi chúng ta có ngựa ô thương nhớ và sau đó lại gia diết với đêm gành hào nghe điệu hoài lan. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời đội Vũ Trang chia sẻ. Đúng là đây là một cái bài mà dàn dựng rất là tuyệt vời. Tất cả những cái ý tưởng gì mà các cô chú có được đều muốn dành những cái đẹp và tuyệt vời nhất cho mấy con. Mai sau đây con có thể làm những thành công lớn hơn, cao hơn, nhiều hơn. Nhưng cái cột mốc thành công này nó rất là quan trọng. Con cảm nhận được thế nào là một tác phẩm, một bài hát đã được mình thăng hoa cùng với khán giả nữa. Cái điều đó không có thể tìm được ở đâu nếu như con không tham gia để mà cùng với các thầy, các cô mà hòa quyện với nhau như thế này được. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của gia đình Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Xin mời ạ. Chú không còn biết nói lời nào với con nữa bây giờ luôn á. Màu sắc nào con cũng làm tốt. Và với một cái cô bé 8-9 tuổi như con mà làm được cái điều đó thì đã quá tuyệt vời rồi. Con thật sự là một cái niềm hãnh diện của cô với chú, cũng như cùng với các viên và tất cả các bạn còn lại, những người bạn đã từng đến với đội của cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa. Tất cả các con đều là niềm hãnh diện và tự hào của cô chú trong chương trình năm nay. Cảm ơn các con. Dạ, cảm ơn chú. Xin cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng Ngọc Nhi với phần thể hiện vừa rồi. Và tin chắc rằng em đã có một mùa hè đáng nhớ với chương trình Thực Định Song Ca Nhí đúng không ạ? Cảm ơn và chúc mừng em nhé. Con xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang Quê Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
tràng hoa tươi cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi. Nhưng mà cô thương vì cái điều đó, cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích. Con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài giọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài giọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô giọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống giọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chú Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Rất là nhiều những chiến binh rồi, nhưng chúng ta vẫn còn những chiến binh hấp dẫn hơn nữa. Hãy cùng nhau đến với thí sinh ngay bây giờ. Xin mời.